Kem chống nắng là sản phẩm skincare không thể thiếu của tất cả tín đồ yêu làm đẹp, đặc biệt là trong giai đoạn mùa hè thời tiết nắng gắt như hiện nay. Là sản phẩm đem lại nhiều công dụng, tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách khiến kem chống nắng bị vón cục khi thoa có thể gây ra nhiều vấn đề cho làn da. Hãy cùng shop theo dõi video bên dưới để biết cách sử dụng kem chống nắng La Roche Posay đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cách thoa kem chống nắng chuẩn xác La Roche Posay là bạn lấy một lượng kem ước chừng 1 đồng xu ra tay. Sau đó chấm đều kem chống nắng thành nhiều điểm trên mặt, dùng tay vỗ đều và nhẹ kết hợp tán đều khắp mặt. Như vậy kem chống nắng sẽ tạo thành một lớp nền bảo vệ da hiệu quả, mà không để lại vệt trắng trên da. Hơn nữa bạn có thể kiểm soát lượng kem sử dụng mà không gây hao phí. Và đặc biệt, đừng ngó lơ vùng da cổ mà phải nhớ bôi kem cho cả vùng da này nhé. Đặc biệt là bạn nên thoa chúng trước khi đi ra ngoài, hoặc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khoảng 20 phút. Và nếu sau mỗi 2 giờ khi tiếp xúc với nước, hoặc chơi thể thao bạn nên thoa kem lại một lần nữa để duy trì khả năng, công dụng bảo vệ của kem chống nắng La Roche Posay này nhé. Kem chống nắng in ngày sản xuất, ngày hết hạn cụ thể trên lọ chai hoặc bao bì bên ngoài. Đó là các ký tự SP, Use By hoặc Best By. Chúng đồng nghĩa với nhau, nên bạn chỉ việc xem hạn dùng được viết rõ là được. Thứ tự đọc từ trái qua phải tương ứng với năm, tháng, ngày. Ký hiệu thường là SP. Bạn chỉ cần xem ngày hết hạn để xác định là xong nhé. Nếu bạn không thể tìm thấy, hãy kiểm tra trang web của thương hiệu để biết thông tin chung về ngày hết hạn của sản phẩm. Chị em nên tìm hiểu và kiểm tra kỹ hạn sử dụng của kem chống nắng, nếu sản phẩm hết hạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến da của mình nhé. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.